Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ đâu rồi? Mẹ đây! Có chuyện gì vậy La Hầu La? Mẹ! Mẹ có nghe tiếng trống kèn nổi lên ở ngoài thành không? Người ta đang làm lễ đón chào cha con sau 10 năm đi tu trở về đó. Mẹ đã nghe ông bà nội con báo tin này từ mấy ngày nay rồi. La Hầu La! Dạ! Hôm nay cha con đã về. Lần đầu tiên thấy được mặt cha, con có vui không? Dạ vui chứ mẹ, con vui nhiều lắm. Con nhớ rõ bao lần có hỏi cha đâu rồi, cha ở nơi đâu. Mẹ làm thân em lặng cúi đầu, chỉ trả lời cốt để con vui rằng cha của con bận việc đi xa, mai muốn cha về. Nay đã 10 năm, mẹ phải nói rằng cha đi nhanh vì việc nhà nên mới xa con, để cho con an tâm học hành. Dẫu biết rằng khi dối gạt con là lòng mẹ buồn nghe đâu, nhớ đâu vui gì, con hờn trách gì? Không, con đâu trách hờn mẹ, con chỉ nhắc chuyện xưa thôi. Gia Du Đà La con, đã là sự thật rồi con ơi. Thái tử Tất Đạt Ta, chồng của con đã về. Quân Ngự Phòng vừa thông báo chồng con lãnh đạo tăng đoàn khất sĩ 150 vị đang đi khất thực ở ngoại thành và trên đường tiến vào cung điện. Ông nội, bà nội. La Hầu La, con mau vào bên trong thay quần áo mới rồi theo ông nội bà nội đi ra ngoại thành đón cha con. Dạ, con đi liền. Còn Gia Du Đà La, sao con không sửa soạn lại xiêm y, lược vắt, trâm cài, phấn son rực rỡ để đón mừng ngày chồng con trở lại? Phải đó, con cũng nên trang điểm lại dung nhan, vì từ ngày Tất Đạt Đa vượt thành vào rừng tìm đường tu học, cha thấy con lúc nào cũng lặng lẽ ở mãi trong thư phòng, chẳng thiết tha gì với mọi sinh hoạt lễ lộc cùng bao cuộc vui ca hát thường xuyên tổ chức ở trong cung đình. Hai chồng con đã về thì con phải vui vẻ lên để cùng hoàng tộc ra ngoại thành nghinh đón. Dạ, con trẻ xin phụ vương và mẫu hậu cho phép con được ở lại cung di như những tháng năm qua con quen sống. Sao lạ vậy Gia Du Đà La? Cha vẫn chưa hiểu được ý con. Tâu phụ vương, thưa mẫu hậu, chồng con đã đi tìm chân lý, và như vậy chàng sẽ không bao giờ từ bỏ con đường của chàng để trở về với những phù hoa ảo ảnh của cuộc đời, cho dù là cuộc đời dương giả. Chàng đã tìm được thuốc hay và chàng sẽ mang thuốc đó đi chữa bệnh cho nhân sinh. Chàng đã cuộc tìm kiếm của mình, nhưng rồi chàng sẽ tiếp tục đi bắt đầu chữa bệnh cho chúng sinh. Chàng sẽ vĩnh viễn rời xa tộc họ đế vương hàng hiệp này. Chàng là một đạo sư cao cả trên đời, không có gì ràng buộc được đâu. Nhan sắc sợi tóc ống mưa của con không bao giờ còn trói được chàng. Vậy thì con đi đón người với tư cách gì đây? Nhưng theo sự suy đoán của cha, Đạt Ta đã chịu trở về kinh thành là thái tử đã đồng ý rồi, gánh lấy sứ mệnh nối ngôi vương. Ta cho rằng một bậc thế tôn
như lời tán dương của mọi người, cũng có thể thay ba chuyện gì làm vua một vương quốc. Phải, đức độ của vị Thế Tôn ấy càng tăng thêm uy tín cho ngai vương, càng làm vững mạnh đất nước này thêm hay tin lời của cha con. Thưa phụ vương, thưa mẫu hậu, ngay khi chồng con còn ở bên cạnh, con đã cảm nhận rằng chàng không thuộc về con nữa. Huống chi giờ này chàng đã trở nên một con người khác, một con người với trí tuệ siêu việt, một bậc Thế Tôn. Đây đây, con đã nghe tiếng trống kèn inh ỏi, chắc Thái tử đã về gần đến nội thành. Ta phải chuẩn bị xa giá đón Tất Đạt Đa. Mong rằng con sẽ thay đổi quyết định của mình. Còn hậu, hậu hãy theo trẫm. Gia Du Đà La, con nên suy nghĩ lại. Dù sao con cũng là vợ của Tất Đạt Đa. Thái tử ngày nay có là gì đi nữa thì cũng là chồng của con. Hãy chuẩn bị đón tiếp chồng cho phải lễ nghe con. Ta sẽ đợi con ngoài Ngọ Môn Quan để cùng đi con nhé. Dạ, con xin cảm ơn lời khuyên của mẫu hậu. Chàng ra sao? Chắc là chàng phải gầy hơn xưa nhiều lắm. Đôi mắt của chàng sáng đẹp nhưng buồn làm sao. Bây giờ chúng không còn buồn nữa, vì chàng đã tìm thấy những gì chàng mong đợi kiếm tìm. Thái tử Tất Đạt Đa ơi, em nhớ chàng, nhớ chàng lắm Tất Đạt Đa. Chàng sứ mệnh thiêng liêng là vì sự an vui của nhân loại. Mẹ ơi, mẹ
buồn vậy mẹ? Mẹ đâu có buồn, cha con về thì mẹ vui chứ. Nè, con ngoan thì đi đón cha, ở đây với mẹ làm gì? Mẹ, mẹ đi thì con mới đi, không có mẹ, con sợ cha quá à. Đừng có như vậy con, cha con hiền lắm, ai gặp cũng quý mến hết á. Mẹ thường kể cho con nghe rồi, con không nhớ sao? Cha con á thương người, thương vật, thì tại sao con phải sợ chứ? Thương người, thương vật, chứ cha đâu có thương con. La Hầu La, con đừng nói dại như vậy nè. Cha chỉ có mình con, cha thương con lắm, nhưng cha cũng thương nhân dân đang khổ nữa. Chính vì vậy mà cha đã rời hoàng cung để xuất gia tầm đạo. Mẹ đã nói con nghe điều này rồi, phải không? Dạ phải, mẹ đã nói, mẹ còn nói rằng cha đã trở thành một sa môn, một tu sĩ, không nhà không cửa, chỉ sống trong núi thẳm hang sâu, hoặc dưới gốc cây trong rừng. Bây giờ cha của con đã trở thành một đức thế tôn, nghĩa là một vị đạo sư đức cao vời vợi, xứng đáng cho mọi người trên thế gian kính ngưỡng quy phục phụng thờ. Như vậy chắc là cha con về đây làm vua ngồi trên ngai vàng thay cho ông nội của con. Phải vậy không mẹ? Một vị vua tài đức như ông nội con cũng chỉ đủ sức đem lại ấm no hạnh phúc cho muôn dân Ca Tỳ La Vệ, chứ không đem lại hạnh phúc cho nhân dân thuộc các vương quốc khác. Ông nội con cũng chỉ có thể cai trị vương quốc này trong vòng mấy mươi năm hạn cuộc, chứ không thể cai trị vĩnh viễn. Ông nội con không chăm sóc, không giải quyết được những đau khổ riêng lẻ của mỗi người trong vương quốc này. Một bậc thế tôn thì khác, khác lắm. Nhưng con có hiểu mẹ nói gì từ nãy giờ không vậy, La Hầu La? Dạ thưa mẹ, con hiểu mẹ nói rằng cha con trở thành một đức thế tôn thì cha con sẽ làm nhiều việc to lớn hơn cả ông nội con nữa. Ôi, con thương yêu của mẹ, con thông minh biết bao. Con mới được 10 tuổi đầu mà tâm trí sáng láng như vậy, thật chẳng kém sút gì cha con thời thơ ấu. Mẹ kể cho con nghe rồi, phải không? Đúng, cha con thật là phi thường. Ngay từ lúc lúc ấy còn nhỏ, mẹ cũng đã có nghe một bé trai được vang danh tiếng đồn. Một bé trai ngang bằng tuổi mẹ mà đã tỏ ra thông minh cùng tốt. Sau này mẹ còn nghe các hoàng tộc cũng nhân tùng về cha con rất nhiều. Con thừa hưởng tất cả những cái phi thường mà cha con đã có, nhưng còn con thì không thể nào giống cha như thế. Con biết nếu con theo cha thì mẹ hiểu chuyện. Đúng,
ông nội trị vì vương quốc này chính là trách nhiệm của con đó. Nhưng điều mẹ muốn hỏi là, nếu cha về thăm chúng ta xong rồi sẽ ra đi trở lại, thì con có buồn không? Con buồn chứ, con muốn có cha bên cạnh mẹ. Để mẹ không buồn, để mẹ không đến bên cửa sổ đêm ngày trông ngóng. Con cũng muốn có cha, để cha dạy con bắn tên, múa kiếm, cưỡi ngựa và học đọc sách nữa. Chú A Nan nói cha giỏi tất cả những môn đó, không có cha con sẽ buồn biết bao nhiêu. Mẹ cũng không vui, rồi cũng không cười. Nhưng con nghĩ lâu nay cha cũng xa mẹ con mình. Nay biết được cha vẫn khỏe mạnh như xưa và đã trở thành đấng thế tôn là con rất vui mừng. Con không dám đòi cha ở lại đâu, để cha đi lo làm công việc của người. Nghe con thơ thốt ra lời vô tư, khiến cho mẹ lúc ngậm ngùi không. Mẹ không đi đâu, con ngoan thì nghe lời mẹ, hãy cùng với ông bà nội đi đón cha. Con sẽ thu thập được từ cha con nhiều điều hay đẹp, có lợi cho cuộc đời hàng ngày của con, cũng như trong việc cai trị vương quốc sau này. Cha con có một kho tàng vô tận mà không ai trên thế gian này có được. Kho tàng hả mẹ? Con thích quá. Một kho tàng vô giá, chỉ riêng cha con mới có. Nhưng không có mẹ đi thì con cũng không đi. Có kho tàng mà không có mẹ thì con không vui. Con ở nhà với mẹ à. Con yêu. Thôi, mẹ chiều ý con. Hoàng hậu, Gia Du Đà La, La Hầu La, mọi người hãy nhìn vị khất sĩ đi đầu. Người mang chiếc cà sa màu quả hoàng, đúng là thái tử Tất Đạt Đa. Đã về tới đây rồi,
sao thái tử không vào trong cung, còn cùng tăng đoàn đi khất thực? Mọi người hãy nhìn xem kìa. Mọi người hãy theo ta. Trực đạt đa. Thưa phụ vương, con đã về. Thưa mẹ, con đã về. Dạ Du Đà La, nàng thấy không, ta đã về với nàng rồi đấy. Gia Du Đà La xin đảnh lễ Thế Tôn. La Hầu La, hãy đến với cha đi con. Thầy tu. La Hầu La, năm nay con đã được 10 tuổi rồi phải không? Gia Du Đà La, ta thật không biết nói sao để cảm ơn nàng. Trong đời học đạo và hành đạo của ta, nàng không phải là người đã chia sẻ cùng ta một cách lặng lẽ và ý nghĩa nhất đó sao? Những gì ta cống hiến cho thế gian này đều có ẩn tàng bên trong sự đóng góp thầm lặng cao cả của nàng. Hãy tiếp tục chia sẻ cùng ta sứ mệnh đó hỡi Gia Du Đà La. Kính lễ Đức Thế Tôn, hàng môn đồ chúng con cũng nghiêng mình cảm tạ ân đức của lệnh bà Gia Du Đà La. Chính nhờ sự hy sinh đóng góp một cách cao cả và thầm lặng của lệnh bà mà Đức Thế Tôn vượt qua được những ràng buộc tình cảm dũng mãnh hơn trên đường tìm đạo, để cuối cùng chứng thành đạo quả vô thượng, dìu dắt chúng con và nhân loại tiến đến giải thoát giác ngộ. Đúng vậy, Gia Du Đà La đã chia sẻ cùng ta từ phút đầu và sẽ tiếp tục chia sẻ cùng ta mãi mãi sứ mệnh đó phải không? Gia Du Đà La, nàng hãy nói đi. Kính lễ Đức Thế Tôn, người tìm thấy bình an giải thoát là Gia Du Đà La mãn nguyện rồi. Xin hân hoan chúc mừng Thế Tôn. Này thầy Xá Lợi Phất, thầy hãy đi báo với tăng đoàn khi khất thực xong. Xin các thầy về công viên Niroda để thọ thực và an nghỉ. Tôi sẽ vào thăm hoàng gia và sẽ thọ thực ở đó. Chiều nay tôi sẽ trở về cùng với quý vị. Xin phép Thế Tôn, xin phép tất cả. Ông thầy tu ơi, La Hầu La, con phải gọi cha bằng Thế Tôn như mẹ đã gọi, nghe chưa? Dạ thưa mẹ, La Hầu La nghe rồi. La Hầu La, con muốn nói với ta điều gì? Thưa Thế Tôn, có phải ngài có một kho tàng vô tận mà chẳng ai có được phải không? Ngài hãy cho con xin kho tàng ấy đi. Này La Hầu La, tất cả những gì có sinh ra tất phải có lúc hủy diệt. Nếu con mong đợi nơi ta một kho tàng ngọc ngà châu báu, con sẽ thất vọng, vì ngọc ngà châu báu không mua được sự bình an giải thoát cho con người. Ta chỉ có niềm tịch lặng vô biên của tự tâm ngàn đời không hư hao, không giảm bớt. Kho tàng của ta chỉ có thế. Nhưng để thấy được kho tàng này, con phải có trí tuệ siêu việt, để chặt đứt tất cả những dây mơ rễ má của phiền não chằng chịt phủ lấp
cái kho tàng đó. Sao, con có thích tìm thấy kho tàng đó không? Bạch Thế Tôn, con thích lắm. Yajurala, con hãy về hoàng cung trước, bảo với nữ hầu mau mau làm thức ăn chay để lát nữa đây cha cúng dường cho Thế Tôn. Xin vâng, con xin phép phụ vương và mẫu hậu. Xin phép Thế Tôn. La Hầu La, con cùng về với mẹ. Dạ. Thưa ông nội, thưa bà nội, con về. Thưa ông thầy tu, thưa Thế Tôn, con về. Con đi lâu quá, vậy là đã 10 năm rồi. Con biết không, Yajurala là một người phụ nữ rất can đảm. Điều này con thấy từ lâu rồi. Mẹ và Yajurala là hai người phụ nữ can đảm nhất mà con đã biết. Không những mẹ và Yajurala đã gầy dựng được ý chí của người nam nhi, mà còn là tấm gương trong, là mẫu mực, là thước đo của người đàn bà đức hạnh thanh cao. Tất đạt đa có duyên lành, từ bao nhiêu kiếp rồi nên ở kiếp này, mới có được mẹ già Yajurala. Con có biết không, sau khi con đi rồi, hoàng cung trở nên hiu quạnh, không ai nở được nụ cười, và hoa lá cũng buồn tơi. Yajurala thì phòng luôn thường đóng chặt, một mình ôm ấp con thơ. Đã 10 năm khắc khoải đợi chồng, mãi đến bây giờ mới gặp lại con. Ta tưởng con về tới là và hoàng cung thăm gia đình ngay, ai ngờ con còn đi khất thực ở ngoài phố. Tại sao con không về thẳng hoàng cung để ăn cơm? Con đâu có đi một mình, con đi với các vị khất sĩ. Con cũng là một vị khất sĩ như mọi người, và vì vậy con phải đi xin như mọi người. Nhưng tại sao con phải đi xin ăn tại những nhà nghèo hèn như thế? Dòng họ Thích Ca ta, bao nhiêu đời có ai làm với con không? Thưa phụ vương, dòng họ Thích Ca thì không ai làm như thế, nhưng dòng họ khất sĩ thì ai cũng làm như thế cả. Thưa phụ vương, đi khất thực là một phép tu nhằm thực hiện tinh thần khiêm cung và bình đẳng. Khi con nhận một củ khoai của một gia đình nghèo khổ, con cũng có thái độ cung kính như con nhận món ăn sang trọng do một vị đế vương cúng dường. Thái độ cung kính này chứng tỏ rằng con đã có thể vượt ra khỏi sự phân biệt sang hèn, và cũng chứng tỏ rằng bất cứ ai dù nghèo khổ đến như thế nào cũng có nhân phẩm và cũng có thể đạt được sự giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Trong xã hội còn chênh lệch rất nhiều về tài sản và về địa vị quyền uy, trong đạo pháp mà con tìm ra được, mọi người đều bình đẳng ngang bằng. Đi xin ăn như thế này, con không làm cho nhân cách con thấp thỏi đi, mà trái lại thì khác hẳn. Con làm cho giá trị tất cả mọi người được công bằng sáng tỏ thêm hơn. Thưa phụ vương, con mong
Dương nghĩ tới một đường lối chánh trị, mà trong đó phẩm giá của con người, dù quan dân dù sang hay hèn, đều được tôn trọng không có thấp cao. Nghe con thuyết pháp cha đây đẹp già, những lời đồn đại lâu nay về con là có thật. Đúng là thái tử Tất Đạt Đa khó ai so sánh, ca tỳ la dễ này thật hữu hạnh biết bao. Gia Du Đà La chắc nó đã vui rồi, thì có tấm chồng đạo quá viên thông. Mẹ những mong nhờ vào tài đức vẹn toàn này, sẽ có biết bao người hưởng được niềm vui. Hồi nãy các thầy đã khất thực được những gì trong bát? Con chỉ xin mới được có một củ khoai, còn các vị kia chưa được gì hết. Nào, bây giờ con hãy vào hoàng cung, cha sẽ cúng dường cho con một bữa ăn chay của hoàng tộc. Cha sẽ truyền đem xe tứ mã để đưa con về nha. Thưa phụ vương, 10 năm nay con đi bộ quen rồi, xin phụ vương cho phép con được đi như vậy. Thôi thì ta cùng đi bộ cho nó vui. Con kính mời phụ vương. Của Đức Thế Tôn ở rồi. Đức Thế Tôn là ai vậy La Hầu La? Là cha của con. Mẹ nói cha tu đắc đạo, mọi người kính phục gọi cha như vậy, nên con cũng gọi theo. Vậy chú cũng sẽ gọi anh Tất Đạt Đa là Thế Tôn. Trong thời gian về và ở lại hoàng cung, Thế Tôn được phụ vương của chú cho xây tịnh thất này ở tạm. Mình có dịp lui tới đây thường xuyên để nghe người dạy đạo, như vậy chắc là thích thú lắm. Nhưng Thế Tôn đâu sao không thấy vậy La Hầu La? Giờ này Thế Tôn còn cùng với tăng đoàn đi khất thực, chắc cũng sắp về đến rồi đó. Hôm ấy ngài Đức Thế Tôn về, chú bận đi tập võ nên không có ở hoàng cung để thấy mặt anh. Nghe phụ vương kể lại sự tình, rằng Thế Tôn là người xuất chúng trên đời này có một không hai, khiến chú cảm mến ngài. Từ ngày gặp gỡ Thế Tôn, cháu muốn ngày nào cũng được kề bên. Chắc cháu sẽ xin với mẹ mình cho cháu ở bên này kể cả ngày đêm. La Hầu La, con sang đây thăm Thế Tôn nữa phải không? Như thường lệ, giờ này Thế Tôn còn đang hướng dẫn tăng đoàn đi khất thực. Dạ thưa trưởng lão, điều đó con đã biết rồi. Mục đích hôm nay con đến đây là để chú A Nan của con biết được chỗ ở của Thế Tôn và chờ đợi gặp người. Tôi đã nghe Thế Tôn nhắc rất nhiều đến tên A Nan. Thế Tôn bảo, 7 ngày sau khi sanh ra người, lệnh bà hoàng hậu Ma Gia mất, em gái của hoàng hậu là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề lên thai làm di mẫu dưỡng nuôi người, và đã có với đức vua một đứa con. Người con ấy chính là A Nan đây phải không? Dạ bạch thầy phải ạ. Và như vậy con với Thế Tôn là anh em một cha khác mẹ. Dạ còn thầy đối với Thế Tôn như thế nào? Tôi tên Xá Lợi Phất, thị giả của Thế Tôn. Thưa trưởng lão, thị giả nghĩa là sao? Là người thường xuyên gần gũi thân cận với Thế Tôn, làm bất cứ việc gì khi Thế Tôn cần đến. Hôm nay Thế Tôn cho phép tôi ở lại tịnh thất để chăm lo một số việc. Thị giả của Thế Tôn chắc thầy phải là một vị đệ tử thật là xuất sắc của người.
chẳng hay thầy gia nhập vào tăng đoàn của Thế Tôn trong trường hợp nào? Nhắc đến chuyện này, tôi rất mang ơn thầy A Nhã Kiều Trần Như, là một trong năm người đệ tử đầu tiên mà Thế Tôn đã nhận nhìn sau khi tứ diệu đế bài khai. Bỗng một hôm tôi đang đi trên đường, nhìn thấy một người, đó là A Nhã Kiều Trần Như, tay cầm bình bát đi khất thực dáng ung dung. Lòng tôi dâng lên niềm kính phục, rồi trưởng lão xin theo tu học. La Hầu La đón như vậy có phải không? La Hầu La, cháu đừng vội vàng như thế không nên. Thầy đang vì chúng ta mà kể chuyện, cháu phải lắng nghe trong im lặng. Có lắng nghe mới thấu hiểu ngọn ngành. Không sao, cháu còn nhỏ, tâm chưa an trụ vững vàng, tâm như khí chuyên canh. Có tu hành thì tâm mới thanh tịnh. Thưa thầy, xin thầy kể tiếp chuyện còn dở dang. Chắc là sau đó thầy đi tu nữa à? Lại cũng còn tâm tâm lao chao. Ý quên, tại cháu chưa tu mà. Mai mốt cháu xin mẹ theo Thế Tôn đi tu thì tâm tánh hết lao chao thôi, có đúng vậy không trưởng lão? Đúng vậy đó La Hầu La. Thưa thầy, rồi chuyện xảy ra làm sao ạ? Tôi đến vị khất sĩ A Nhã Kiều Trần Như hỏi. Thưa đạo sĩ, phong thái của ngài rất ung dung, đạo đức của ngài biểu hiện ra từ dáng đi, từ cử chỉ cho đến nét mặt. Tôi xin mạn phép hỏi ngài, ngài đã xuất gia tu học với ai? Ai là thầy của ngài và vị đạo sư ấy dạy pháp môn gì? Cháu biết rồi, thầy của vị khất sĩ đó là cha của cháu, ý là Thế Tôn. La Hầu La. Đúng rồi. Thấy chưa? La Hầu La. A Nhã Kiều Trần Như trả lời, tôi tu học với sự chỉ dẫn của vị đại sa môn Gotama. Thầy của tôi xuất thân từ dòng họ Thích Ca. Chúng tôi gọi người là Phật, là Đức Thế Tôn. Người đang ở đền Xuất Ba Thi Ta trong rừng kè. Giáo pháp của thầy tôi có thể nói vắn tắt bằng một bài kệ: muôn vật từ duyên sinh, lại từ duyên mà diệt. Bậc giác ngộ tuyệt vời đã từng như vậy thuyết. Nghe bài kệ ấy, lập tức tôi thấy tâm tư mình bừng sáng lên. Cái thấy về chánh pháp đến tức thời, đến mau như một làn chớp giật. Vũ trụ cơ hồ như đã hiện ra. Trước mắt tôi đang chằng chịt màn lưới nhân duyên. Cái này sinh vì cái kia sinh, cái này không thì cái kia không. Và khi cái này diệt thì cái kia cũng diệt. Từ đó không còn ý niệm. Nguyên nhân tạo ra vạn vật là một thần linh. Cái vòng quẩn quanh như có thể chặt đứt xa. Tôi thấy rõ ràng hơn, cánh cửa giải thoát thấp thoáng đâu đây. Sau đó, tôi được Đại Đức A Nhã Kiều Trần Như hướng dẫn tôi đến gặp Thế Tôn. Và Thế Tôn chấp nhận cho tôi vào tăng đoàn khất sĩ của người. Dạ thưa thầy, nguyên tắc được gia nhập vào tăng đoàn, điều kiện trước tiên là như thế nào thầy? Chú,
Bộ chú muốn đi tu sao hỏi nhiều quá vậy? Đừng có lao chao nữa được không La Hầu La? Muốn trở thành vị khất sĩ, trước tiên người giới tử phải cạo sạch râu và tóc. Sau đó giới tử được dạy cho cách mặc áo ca sa. Khi mặc áo ca sa xong rồi, giới tử phải vạch trần vai bên phải ra theo nghi lễ và quỳ xuống trước mặt vị khất sĩ truyền giới. Vị khất sĩ này bây giờ là đại diện cho Phật. Vì vậy, giới tử quỳ dưới chân người là phải. Kế tiếp, giới tử chắp tay lại thành búp sen và đọc: Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời thức tỉnh. Lặp lại 3 lần như vậy thì giới tử trở nên một vị khất sĩ trong giáo đoàn của Phật. Dạ thưa thầy, sau đó đầu tiên Thế Tôn dạy những gì? Rồi, chắc là chú muốn đi tu thật rồi. Chú, cho cháu đi tu với, được không chú? Im lặng để nghe thầy nói. Lớn như chú đi tu thì được, tuổi cháu còn nhỏ, ai cho cháu vào tăng đoàn? Người học theo con đường thức tỉnh cần phải dung bồi sự hiểu biết, ấy là trí, và thương yêu là bi của mình. Trước tiên, Thế Tôn dạy phải hành 5 giới. 5 giới tức là cách thức sống để thực hiện từ bi và trí tuệ. Giới thứ nhất là tránh việc tàn hại sinh mạng. Chúng sanh loài nào cũng tham sống sợ chết. Vì vậy, nếu ta thực sự học theo đạo hiểu biết và thương yêu thì ta phải giữ giới không sát sanh. Không những ta không được sát hại con người mà ta còn cố sức đến mức tối đa để tránh sự sát hại các loài cầm thú. Giới thứ hai là không gian lận, trộm cắp. Ta không có quyền xâm phạm vào tư hữu của kẻ khác và không làm giàu bằng cách lợi dụng sự khờ dại và bóc lột sức lao động của kẻ khác. Trái lại, ta phải tìm cách giúp đỡ những kẻ khốn khổ, những phương tiện để họ có thể tự mưu sinh. Giới thứ ba là không tà dâm, nghĩa là không xâm phạm đến tiết hạnh của những người khác và hết lòng trung thực với người vợ hoặc người chồng của mình. Giới thứ tư là không nói dối, nghĩa là không nói những lời trái với sự thật, không xuyên tạc, chửi rủa, không dùng lời nói để gây thù hận và loan truyền những tin mà mình không chắc là có thật. Giới thứ năm là không say sưa, không dùng những chất ma túy và kích thích như thuốc phiện, rượu. Nếu ai sống theo được tinh thần của 5 giới này, người ấy sẽ tránh được cho bản thân, gia đình, bạn bè mọi khổ đau và đổ vỡ. Hay, hay lắm! Đại Đức Xá Lợi Phất truyền đạt 5 giới này đến với mọi người là điều cần phải làm. La Hầu La tới thăm ta đó à? A Nan, có phải là em không? Dạ đúng rồi, chính em là A Nan đây. Em trông lớn quá. Lúc Thế Tôn vừa khỏi hoàng thành đi xuất gia, em mới có 12 tuổi à. Nay em đã 22 tuổi rồi. Hôm Thế Tôn cùng tăng đoàn về đến hoàng thành, em không có ở trong cung. Nay nhờ cháu La Hầu La đưa sang đây. Trước thăm viếng Thế Tôn, sao rất muốn được nghe một đôi điều về giáo pháp mà Thế Tôn đã tự chứng. Nào, bây giờ La Hầu La và A Nan hãy ngồi xuống đây để nghe ta dạy về đạo tỉnh thức.
Này A Nan, La Hầu La, ăn quýt trong tỉnh thức có nghĩa là trong khi ăn quýt, ta thật sự tiếp xúc với trái quýt, óc ta không suy nghĩ dẫn dơ đến những chuyện khác, chuyện của ngày hôm qua, chuyện của ngày mai. Vì tâm ta an trú trong giờ phút hiện tại, cho nên trái quýt thật sự mới có mặt. Như vậy, sống tỉnh thức tức là sống trong giây phút hiện tại. Thân và tâm an trú trong giây phút hiện tại, người tu tập phép tỉnh thức. Khi cầm trái quýt trong tay, nhìn vào trái quýt ta có thể thấy được những điều mà người ta không thể thấy bao giờ. Nhìn trái quýt trong tỉnh thức tâm an, cây quýt ta thấy nó biểu hiện giữa mùa xuân qua trái nở đầy. Ta thấy cả ánh trăng và giọt mưa đang nuôi cây quýt ngày một lớn lên. Nhìn sâu hơn ta có thể thấy được muôn vật trong vũ trụ đang tiếp tay nhau làm cho cây quýt có mặt trên đời. A Nan, em nghĩ sao? Khi một người biết sống tỉnh thức như vậy, người ấy ở thế gian thường gây ra nhiều lỗi lầm hay là ứng hơn? Dạ thưa Thế Tôn, khi mọi người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm vào lỗi lầm. Phụ Dương và Mẫu Hậu thường dạy em phải có ý, có tứ, khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười và khi làm việc. Nếu em có ý, có tứ trong khi đi, đứng, nói, cười, thì trong đời sống hàng ngày em tránh được những ý nghĩ, những lời nói và những động tác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm cho kẻ khác phiền lòng. Đúng vậy. Này A Nan, La Hầu La, khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì. Nhờ vậy người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ. Sống tỉnh thức là sống trong giờ phút hiện tại và biết được những gì đang xảy ra trong hoàn cảnh và bản thân mình. Nếu như thế ta tiếp tục sống tinh cần, khi hiểu biết ngày một thêm sâu sắc, sẽ đưa tới chấp nhận và sự thương yêu nhau. Từ đó cuộc đời sẽ không còn lắm khổ đau, cuộc đời sẽ trở thành vui tươi an lạc. Có hiểu mới có thương, và có thương mới chấp nhận, mới cảm thông tập sống cho tỉnh thức, thì chúng ta sẽ từ từ thấu hiểu, hiểu mình, hiểu người, hiểu vạn vật. Đó là con đường mà ta đã tìm ra. Ôi Thế Tôn, em vô cùng hãnh diện khi được làm em của người, một người anh. Một Đức Thế Tôn có sự hiểu biết tuyệt vời, có cái nhìn sâu sắc, nên có những lời dạy nghe thì đơn sơ, nhưng nếu thực hành thì sẽ lợi lạc vô cùng. Làm là
Cháu có hạnh diện giống như chú khi có một người cha là Đức Thế Tôn không? Con đã thưa với chú rồi, được nghe Thế Tôn nói, được Thế Tôn xoa đầu, được đứng gần bên người là con cảm thấy lòng mình như có gì rất vui và thân mình như được đứng trong bóng mát dưới tàn cây cổ thụ. Thảo nào Hoàng Tức Gia Du Đà La 10 năm qua lặng lẽ trong cung, cứ đợi cứ chờ người đã đi xa, từng giờ từng phút nghe ngóng tin chồng với nỗi ước mơ rằng sợi dây tơ, dây tơ dương cùng nhau nối lại. Thì hôm nay Thế Tôn đã về để người thân được cận kề. Mẹ con từ chối tất cả những cuộc vui, những trang sức xa hoa, bỏ luôn những bữa ăn ở chốn cung hoàng. Hoàng Tức bảo rằng thương chồng trong núi rừng khổ hạnh, mình sung sướng đằng sau. Trong lý nhân duyên mà ta đã thấy được do sự tu tập của mình, cái này sanh do cái kia sanh, cái kia diệt, cái này cũng diệt. Thưa Thế Tôn, lúc nãy Đại Đức Xá Lợi Phất cũng có nói như vậy, La Hầu La chưa hiểu được ý này. Sợ vị mẹ của con đối xử với ta tốt như vậy là có một nguyên nhân. Thưa Thế Tôn, ấy là nguyên nhân gì ạ? A Nan, La Hầu La, hãy nghe ta kể một câu chuyện về tiền thân của ta và Gia Du Đà La. Xưa có một chàng trai trẻ tên Mega, thông minh, đức hạnh, hiếu thuận và học giỏi. Chàng sống ở miền chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Chàng muốn đi về miền đồng bằng để học hỏi thêm. Có rất ít tiền, nhưng chàng cũng can đảm ra đi. Chàng mang theo một cái gậy, một cái nón, một cái bình đựng nước uống và một chiếc áo choàng. Khi đi đến thủ đô Divapati, chàng thấy dân chúng đang mở hội rất vui. Chàng không biết người ta đang mở hội ăn mừng việc gì, nên có ý muốn tìm người để hỏi. Vừa lúc ấy, có một thiếu nữ xinh đẹp đi ngang. Cô cầm trong tay một bó sen. Bó sen có tất cả 7 bông hàm tiếu. Chàng hỏi cô: Cô ơi, có việc gì vui mà dân chúng mở hội vậy cô? Chắc anh không phải là dân địa phương, cho nên anh không biết hôm nay dân chúng mở hội gì. Số là hôm nay, tại thủ đô Divapati, có một bậc giác ngộ xuất hiện tên là Dipankara. Người là đuốc soi đường cho tất cả chúng sanh. Ngài là con của vua Asima. Ngài đi tu và đã thành đạo. Đạo của Ngài sáng chói cả thế gian. Hôm nay để mừng một bậc vĩ nhân, dân chúng mới mở hội tại đây. Cô có bao nhiêu tiền với 7 bông sen? Em chỉ mua 5 bông ngoài chợ, còn 2 bông em hái ở nhà. Thưa cô, 5 bông cô mua bao nhiêu? Sở dĩ tôi hỏi han như vậy là vì tôi muốn mua 5 bông sen. Em mua hết 500 đồng. Có thể nào cô vui lòng để lại tiền 5 bông sen tôi trả cho cô liền? Em mua những bông sen này là để
cúng Phật chớ nào phải bán buôn. Cô cúng dường hai bông cũng được rồi mà. Xin cô vui lòng cho tôi nài lại năm bông để tôi cũng có dịp được cúng dường bậc giác ngộ với. Thưa cô, được gặp một vị giác ngộ trên đời là quý quá lắm. Tôi quyết tâm cùng đi với cô để tới gặp ngài. Tôi muốn được học hỏi đạo lý do ngài chỉ dạy. Nếu cô bằng lòng nhường cho tôi bông sen ấy, tôi sẽ nhớ ơn cô suốt đời. Anh ơi, tôi... Nếu cô cho tôi mua lại năm bông sen, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô sai bảo để trả ơn cô. Anh ơi, không biết tại vì duyên nợ từ bao nhiêu kiếp trước mà khi gặp anh em đem lòng thương mến anh liền. Em đã gặp nhiều chàng trai nhưng chưa bao giờ trái tim em hồn thức. Nhưng sao mới gặp lời yêu thương, chính tôi đây cũng thấy lòng mình dâng dương. Hai đôi ta những kiếp xa xưa là đôi quyên ương bầu trời xanh chấm cánh. Là người con gái dễ mến, dễ thương và chân thật. Lần đầu tiên gặp cô tôi có cảm tưởng như mình đã từng là hai kẻ đồng hành thân mật, là đôi bạn tri âm kề cận bên nhau, chia sớt cho nhau niềm vui nỗi khổ trong đời. Còn thương yêu cô đã trao lời, được người vợ như cô ai mà không mơ ước. Mặt ngọc rỡ ràng liễu thua, sắc tóc tuyết nhường màu da. Nhưng có một điều tôi muốn thưa qua, chỉ sợ cô không thiết tha ân thuần. Riêng tôi vì đây là lòng nguyện, muôn kiếp vạn đời nguyện ước này không thay đổi. Ước nguyện gì xin anh cứ nói, đã thương nhau thì phải vì nhau. Dù đồng giống cô ba đào con thuyền định lại sợ
ông sao mặc tình. Cô nương ơi, trong suy tư tôi đã nhìn thấy kiếp người như áng mây trôi dạt bồng bềnh. Như bọt bông nổi lên nơi cuối bãi chiên gần, mây sẽ tan đi khi có cơn gió thổi, bọt sẽ không còn gì bị sóng cuốn trôi, chỉ có tu đạo giải thoát mà thôi, ngoài ra không có gì để cho tôi mong muốn. Nếu có vợ thì sẽ bị trói răng ràng buộc đi tìm đạo, sau này tôi không được tự do. Này hoặc nhiều kiếp nữa, anh có chí tu đạo giải thoát thì em đâu dám buộc rằng. Nếu được như vậy, xin cô nương hãy hứa với tôi một lời để cho tôi an tâm vững dạ. Cứ tưởng đâu anh đòi năm thê bảy tiếp, ước có ruộng cả ao điền để sung sướng tâm tân. Hay sống trên đời phải gặp hỏa chí rộng mây để được vinh thế lắm từ, thì những nguyện ước ấy chỉ là phù du ảo ảnh, như bóng qua sớm nào tối tàn có rồi lại hoàn không. Chứ còn anh ước nguyện tiến tu tìm đường giải thoát cho mình và cho nhân loại, bằng mỗi cách em sẽ giúp anh thực hiện, họ ngăn rào làm cản trở bước anh đi. Chỉ cần anh nữa yêu em mãi mãi, cũng như anh yêu vạn vật muôn loài. Dân, anh xin hứa và phát nguyện phải tu học cho đến khi đạt tới quả vị giác ngộ cao tột như đức giác ngộ Dipankara. Đây, năm bông sen em trao tặng cho anh, như trao lời hứa là sẽ muôn đời muôn kiếp giúp anh thực hiện được hoàn toàn chí nguyện. Này A Nan, La Hầu La, từ kiếp ấy về sau, trong kiếp nào chàng Mega và cô thiếu nữ cũng đều gặp nhau và cũng đều trở nên vợ chồng. Và mỗi khi người con trai đến tuổi ra đi tu đạo, người con gái lại tìm cách giúp đỡ người con trai, chẳng bao giờ nàng tìm cách cản ngăn chí nguyện của chàng. Vì vậy chàng rất biết ơn nàng. Cho đến một kiếp nọ, chàng thực hiện được chí nguyện lớn của chàng và trở thành một bậc giác ngộ sáng suốt không kém gì bậc giác ngộ Dipankara kiếp trước. A Nan, La Hầu La, nên biết tiền của và danh vọng không phải là những vật quý nhất trên đời. Tiền của và danh vọng có thể tiêu tán rất mau chóng, nhưng sự hiểu biết và lòng thương yêu mới thật sự là những gì quý nhất trên đời. Có hai thứ ấy thì con người chắc chắn có hạnh phúc. Chàng Mega và cô thiếu nữ đã sống hạnh phúc với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp, đó cũng nhờ hai người đã có sự hiểu biết và lòng thương yêu. Đã hiểu và đã thương thì không có gì mà ta không thực hiện được trên cõi đời này. Lào La, nghe Thế Tôn kể chuyện, cháu có biết chàng Mê Ga trong tiền kiếp xa xưa, chàng ấy là ai ở trong kiếp này? Lúc Thế Tôn kể, cháu đã lắng nghe không số một câu, nên cháu hiểu rằng chàng trai trong chuyện là Thế Tôn bây giờ, là cha của cháu do nhiều kiếp đã tu nay thành Thế
Còn cô thiếu nữ trong chuyện người đã tặng năm hoa sen, người ấy là ai? Là mẹ cháu, có phải vậy không? Đúng rồi, là hoàng tức Gia Du Đà La. Cũng nhờ người vợ có tấm lòng cao thượng mà chồng đã thành công trên bước đường tầm đạo, nay được thế gian ca tụng. Này A Nan, ta thấy em rất thông minh và hiền lành, vậy em có muốn xuất gia theo ta tu học không? Dạ thưa Thế Tôn, không hiểu sao lần này gặp lại người, thấy dung mạo của người, nghe người nói về đạo lý, trong tâm em cũng muốn bỏ hoàng cung theo người học đạo. Nghe nói em có người yêu rồi phải không? Nàng là tiểu thư Kaliani. Chuyện ấy em sẽ nói lại với nàng. Em quyết định rồi là sẽ theo Thế Tôn học đạo. Còn con cũng muốn được như chú A Nan. Thế Tôn có đồng ý không? La Hầu La, nếu con thật sự muốn thì ắt có ngày con sẽ được sống bên ta. Ồ, A Nan đây này. Vậy mà mẹ con cho người đi tìm kiếm khắp nơi. Còn La Hầu La nữa, con bảo với mẹ con sang bên này thăm Thế Tôn một chút rồi ở mãi không chịu về. Chắc con lại muốn theo cha bỏ mẹ nữa phải không? Dạ con đâu có bỏ mẹ, con theo cha một thời gian, khi đạt đạo rồi con về thăm mẹ giống như cha bây giờ vậy đó. Ý trời đất ơi, bố con định đi tu thật sao La Hầu La? Không được, nộp cấm, cấm tuyệt nghe chưa. A Nan, con đưa La Hầu La về với mẹ nó ngay. Dạ thưa Thế Tôn, em về. Thế Tôn nhớ nói lại ý định của em cho phụ vương và mẫu hậu nghe nha. Nếu được em xuất gia liền. Chuyện gì nữa đây? Dạ thưa phụ vương, thưa mẹ con về. Về La Hầu La. Thưa Thế Tôn con về, thưa ông nội bà nội con về. Trời đất, bộ tụi này nó muốn rủ nhau cạo đầu đi tu hết sao cả? Vừa rồi A Nan nó nhờ Thế Tôn nói lại gì với đức vua và mẹ vậy? Thưa mẹ, A Nan thật tình muốn theo con tu học. Có chuyện đó thật sao? Theo ý của bệ hạ thì như thế nào? A Nan thì có thể được, vì tuy nó rất thông minh và hiền lành, văn võ cũng không, nhưng chưa đủ sức tự lo một mình. Nhất là chuyện đại sự quốc gia, nó còn yếu kém không đảm đang được rồi. Hay là nhân dịp này mình bằng lòng cho con nó xuất gia, nhờ Thế Tôn dạy dỗ mai sau nó nên người. Mẹ con mất di mẫu lên thay thế, vì cũng như mẹ ruột của con, nay lại còn có em A Nan. Em muốn tu học con phải chăm lo dắt điều. Được Thế Tôn hứa khả mẹ vô cùng an tâm vững vàng. Xưa nay chuyện xuất gia ít có ai là người dám nghi, vậy mà A Nan lại quyết theo Thế Tôn học đạo. Nó riêng dành nay gặp dịp phải thời phải lúc, đủ duyên nên thành mẹ cũng thấy mừng vui. Nhìn Thế Tôn từng bước quy nghi, lại đầy đủ chậm
mừng cho hậu. Giờ đây giống như người đã hiểu nhiều về Phật pháp, cho nên nói năng chẳng khác nào một Phật tử thuần hành. Hơn nửa năm nay Đức Thế Tôn hiện diện Ca Tỳ La Vệ hân hoan cúng dường tăng đoàn, dân chúng mừng vui, còn hoàng cung thì nhộn nhịp trong ngoài. Pháp âm của Thế Tôn là suối từ mát ngọt, đã xoay chuyển được biết bao người hành thiện tu thân. Riêng thiếp thần khi nghe Đức Thế Tôn nói về tứ diệu đế và bát chánh đạo, lời giảng dạy đã ăn sâu vào trong tâm não. Thiếp mơ ước có ngày mình cũng được xuất gia. Gì? Hậu cũng muốn đi tu nữa hả? À, thôi, Thế Tôn ơi, không khéo rồi đây cả hoàng tộc sẽ theo Thế Tôn tu hành làm Phật hết. Chỉ mới có hơn nửa năm nay ở tại đây mà số người đến xuất gia với Thế Tôn hoặc với các vị khất sĩ lớn đã lên tới gần 500 vị rồi còn gì. Còn số cư sĩ tại gia thì đông quá không thể nào đến cho hết. Thật ra Phật là giác, tánh giác thì ai ai cũng có, nên khi nghe được điều hay lẽ phải đúng với chánh pháp thì tánh giác tự nó hiển bày, và con đường tu tập là con đường đúng đắn nhất mà người giác ngộ phải đi theo. Còn phiền não là chúng sanh, hết phiền não là Phật. Phiền não tức bồ đề, nhưng phiền não không phải là bồ đề. Nghe đâu chẳng bao lâu nữa Thế Tôn cùng tăng đoàn rời khỏi Ca Tỳ La Vệ này, về lại tỉnh xá Trúc Lâm ở vương quốc Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà Sa La phải không? Dạ phải thưa mẹ, vì nơi đó có tăng đoàn của thầy Mục Kiền Ly. Họ đang cần có con để dạy cho họ biết thêm về giáo lý tỉnh thức. Bởi lẽ những điều con biết thì nhiều như lá ở trong rừng, còn những điều mà các vị khất sĩ đang hiểu và hành thì ít như nắm lá trong tay. Thế Tôn, tuổi trẫm đã cao rồi, nếu Thế Tôn chịu ở lại thì trẫm sẽ thoát vị, để Thế Tôn ngồi vào vương vị cai trị thần dân. Tài năng đức độ của một vị Thế Tôn trẫm rất tin với uy tín của người. Chẳng bao lâu dân chúng vương triều sẽ được giàu sang lấy lừng trong thiên hạ. Ca Tỳ La Vệ này hạnh phúc ấm no. Dầu cho quân vương có ước mong như vậy, nhưng không thể nào mong ước có được đâu. Nếu ngày xưa muốn làm vua, Thế Tôn chỉ cần ở nơi vương quốc, đâu phải dược thành vào núi ẩn tu. Đến hôm nay đạo vàng tìm được thì có lý đâu lại làm điều trái ngược. Trầm nghe hậu tỏ thân như vậy, trầm thấy lòng mình như có nỗi đau, lại thêm một lần chia cách cùng nhau. Phải đành vậy thôi, mọi sự đã an bài, xin đức vua đừng nên thở vấn than dài. Nhớ
lại 10 năm trước đây, khi nghe thái tử Tất Đạt Đa rời khỏi hoàng gia đi tìm ánh đào. Không ai đánh mà trẫm đau, không ai xé thịt bánh da mà trẫm bời bời trong trí não vật vã khóc than như người mất linh. Hơn một năm dư sầu khổ dập dồn, không có giấc ngủ nào trẫm không mộng mị, mơ thấy con mình còn ở trong cung. Trẫm mừng quá ôm lấy Tất Đạt Đa rồi bảo rằng: con ơi đừng bỏ cha đi nữa. Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa làm trẫm giật mình, tìm con đâu không thấy. Nếu phụ vương bình tâm quán chiếu thì phụ vương sẽ nhận ra rằng cõi đời là mộng, mẹ sanh con ra rồi mẹ mất, cha nay tuổi đã già tóc ngã màu xương, ngày sẽ hết lại đến đêm trường, xuân qua vội vã để nhường cho mùa hạ. Thật hổ thẹn làm sao khi nghe thấy tôi nhắc lại đời là mộng còn vạn vật vô thường. Thì ra trẫm vẫn chưa thấu đáo tận tường. Hơn nửa năm nay Thế Tôn giảng dạy nghe thì nhiều, còn hành chẳng được bao nhiêu. Biết như mỏng quyển mà lòng vẫn thấy đau, khi có cuộc phân ly có sầu chia cách. Thôi trẫm sẽ không hờn không trách, nếu mai này người lại ra đi. Phụ vương, con không còn là người của một gia đình, của một dòng họ hay của một quốc vương nữa. Bây giờ đây, gia đình của con là nhân loại, nhà cửa của con là trời đất, và địa vị của con là một ông thầy tu sống vào hạt cơm bố thí của mọi người. Con đường mà con đã chọn là con đường của người đạo sĩ, chứ không phải là con đường của nhà chánh trị. Con nghĩ là con sẽ phụng sự cho nhân loại được bền bỉ hơn với tư cách của một người tu. Từ đây đến ngày Thế Tôn ra đi, chắc đức vua và mọi người còn nhiều công việc phải làm để phục vụ cho tăng đoàn. Vậy nhân lúc này, Thế Tôn có thể khuyên đức vua đôi lời về cách trị nước an dân. Phải đó, Thế Tôn cứ thẳng thắn mà nói với trẫm, và trẫm cũng sẽ thành tâm lắng nghe. Thưa phụ vương, người làm chánh trị phải sống đời sống gương mẫu, đừng sống đời giàu sang thái quá. Bởi vì sự giàu sang là bức tường ngăn cách mình với dân chúng, nên sống thanh bạch, giản dị, và dùng thì giờ của mình vào việc ích nước lợi dân, chứ đừng mãi mê trong việc hưởng thụ dục lạc. Có như thế, người làm chánh trị mới có được niềm tin của dân chúng. Hễ mình thương dân thì dân sẽ thương lại. Do đó, mình có thể thực hiện được con đường chánh trị nhân ái của mình. Con đường chánh trị này có thể gọi là con đường đức trị, khác với con đường pháp trị. Đức trị thì dùng đạo đức nhiều hơn sự trừng phạt, pháp trị thì dùng sự trừng phạt nhiều hơn dùng đức. Theo đạo lý tỉnh thức, hạnh phúc chân thật
có thể đạt được bằng con đường đức trị. Hay, hay lắm. Trẫm hứa với Thế Tôn là trẫm sẽ cai trị thành dân Vương quốc Ca Tỳ La Vệ này bằng con đường đức trị. Và ngày mai trẫm sẽ đưa A Nan đến đây để làm lễ xuất gia. Đạt Đa yêu dấu ơi, em biết và em đã nhìn thấy điều đó trong mắt chàng. Một đôi hôm nữa thôi là chàng lại phải ra đi. Nơi chàng đến sẽ không cần có em. Cái đó không phải cho riêng chàng, cũng không phải cho riêng em. Đừng khóc nữa Gia Du Đà La. Nhân loại đang chờ đợi ta. Không phải chỉ chờ đợi riêng ta, mà còn chờ đợi nàng nữa đó. Trên và trước tất cả mọi người, nàng đã là kẻ đầu tiên có thể chia sẻ cùng ta sứ mệnh thiêng liêng này. Tất Đạt Đa ơi, em biết tình yêu của chàng không phải là thứ tình yêu hẹp hòi bé nhỏ, không phải là thứ tình mà người ta có thể đong đầy phong kinh trong một tâm hồn, một trái tim, mà là một thứ tình trải rộng tỏa lan vô bên vô. Tình yêu đó nó đã đến với em len len nhẹ nhàng. Tình yêu đó thật êm đềm dịu mát, nhưng nó cũng đánh bạc đi quyền chiếm hữu của em. Đôi lúc em sung sướng đón nhận tình
tình kia, nhưng cũng có khi em muốn quay lưng chối bỏ, vì em muốn chàng yêu em như một người chồng yêu vợ, một người vợ duy nhất trong đời. Tình yêu đó chỉ có riêng em tận hưởng, chứ không cần phải san sẻ cho ai. Tình yêu đó không một người nào khác trên thế gian này có thể được hưởng chung. Em hẹp hòi ích kỷ lắm phải không Tất Đạt Đa? Chàng hãy tha thứ cho em. Mẹ ơi, sao đã có cha về rồi mà mẹ lại khóc? Mẹ đau khổ lắm hả mẹ? Mẹ không vui khi cha trở thành Sa Môn, trở thành Thế Tôn và không trở lại với mẹ con ta, có phải không mẹ? Đâu có, đâu có Lào La. Mẹ đâu muốn ngăn cản bước đi của cha con. Mẹ đã vui lòng chấp nhận sự chia tay với cha con để người có thể tận tụy chăm sóc cho nỗi khổ đau của mọi loài. Vậy sao con thấy mẹ khóc? Con thấy mẹ có vẻ đau khổ nhiều quá. Đừng nghĩ vậy La Hầu La. À, con có nhớ tháng trước mẹ nhổ cho con cái răng không? Dạ nhớ chứ. Trước khi để mẹ nhổ, con có biết là nhổ răng thì sẽ đau không? Dạ biết. Vậy sao con vẫn đồng ý để cho mẹ nhổ? Vì con không muốn giữ lại cái răng sâu chỉ làm cho con đau suốt ngày suốt đêm. Với lại mẹ nói rằng phải nhổ cái răng sâu đó thì cái răng mới tốt hơn, mới mọc được. Con bằng lòng để mẹ nhổ răng. Vậy khi mẹ nhổ, con có đau không? Dạ, đau điếng à. Rồi con vừa đau vừa khóc, có phải không? Dạ phải. Biết rõ nhổ răng là tốt, bằng lòng để người ta nhổ cho mình, vậy mà cũng đau, cũng khóc, chứ đâu có khỏi. Sao mẹ không trả lời con mà mẹ lại đi nói chuyện nhổ răng? Vì chuyện khi nãy mẹ khóc cũng đâu khác gì chuyện con tháng trước nhổ răng khóc nhòe. Mẹ rất vui để cha con ra đi trở thành Sa Môn, thành Thế Tôn cao thượng cứu cho nhân loại. Nhưng xa vắng cha con mẹ cũng nghe đau. Mẹ, mẹ đau ở đâu vậy mẹ? Mẹ đau ở đây nè, ngay trong tim mẹ nè. Mẹ, mẹ đau ở trong tim, làm sao con xoa được? Nhưng mà bây giờ mẹ đã hết đau rồi. Mẹ à, hơn nửa năm nay nghe Thế Tôn nói pháp, mẹ có thích không mẹ? Hay lắm. Phải là một bậc giác ngộ hoàn toàn mới có thể diễn bài chân lý một cách rõ ràng và tường tận như vậy. Nghe xong là mẹ muốn xuất gia thành Sa Môn. Tiếc rằng tăng đoàn của Đức Thế Tôn không thu nhận người nữ. Phải rồi, con không thấy người nữ xuất gia trong hàng đệ tử của Đức Thế Tôn. Con cũng không thấy những người Sa Môn nhỏ tuổi như con. Sao vậy mẹ? Sao Đức Thế Tôn không cho người nữ và người nhỏ tuổi đi tu? Có lẽ Thế Tôn cho rằng sự có mặt của người nữ sẽ gây phiền phức cho đời sống phạm hạnh của tăng đoàn. Huống chi giáo pháp của Thế Tôn cao xa khó hiểu, người nữ trong thời này đa phần vô học thì làm sao thấu đạt được. Vậy còn những người nhỏ tuổi như con thì sao? Sao không thấy ai được Thế Tôn cho phép xuất gia hết vậy? Tuổi của con à? Tuổi của con thì biết gì mà xuất gia. Xuất gia đâu phải là chuyện chơi, con không biết sao? Nếu Thế Tôn cho những đứa con nít vào tăng đoàn thì chắc người phải mất công lau mũi cho chúng. Ủa, mà sao con lại hỏi chuyện đó? Bộ con muốn xuất gia sao? Dạ phải, thưa mẹ, con muốn xuất gia. Mẹ thưa với Thế Tôn giúp con đi.
Trời ơi, La Hầu La, cha con xuất gia thành Sa Môn thành Thế Tôn rồi, chưa đủ hay sao mà con còn đòi còn lại muốn theo cha bỏ mẹ? Con đâu có bỏ mẹ đâu, con chỉ xuất gia giống cha ngày nọ. Xuất gia chứ đâu phải chết mà mẹ sợ. Con còn nói nữa được sao? Như vậy cũng chẳng khác gì con bỏ mẹ. Con không muốn gần gũi mẹ. Dạ, gần mẹ con rất muốn, nhưng rồi cũng có ngày con phải xa mẹ thôi. Vì Thế Tôn đã giảng dạy nhiều rồi, đâu có gì còn mãi trên thế gian. Trời ơi, biết nói sao chứ con hiểu. Bây giờ con đi rồi, mẹ sống với ai đây? Mẹ kính yêu ơi, con cũng biết vắng con một phút một giây là mẹ ra vào trong ngóng. Xa con rồi mẹ lại phòng không chiếc bóng. Ngày xưa cha con ra đi để mẹ thâu đêm lệ nồng tuôn trào. Lòng mẹ lại quặn đau lại nước mắt tôi nghẹn ngào. Nhiều tháng trước vì bị nhổ răng nên con khóc, được nhổ rồi con lại cười vui. Thì nay mẹ cũng như vậy mà thôi, con đi xa mẹ buồn mẹ khổ. Nếu mai này con giống cha chiến thành đạo hòa, mẹ sẽ vui như cái răng đã hết nỡ đau rồi. Con có nói gì thì nói, tóm lại là mẹ không bằng lòng chuyển con xuất gia chút nào hết. Huống chi ông nội và cả hoàng cung này đều trông cậy nơi con. Con không nhớ rằng ngôi vua của xứ Ca Tỳ La Vệ đang chờ đợi con hay sao chứ? Con nhớ chứ, nhưng điều đó có gì quan trọng đâu mẹ. Chính mẹ cũng đã nghe cha con dạy bảo, qua nợ rồi qua cùng khô heo rụng rơi. Người còn trẻ thì nhan sắc xinh tươi, đến mai kia một lò sức tàn hơi kìa. Còn có ở bên mẹ cũng không trắng ngày ly biệt, vì có ai khỏi bệnh đau và chết bao giờ. Ông bà nội đã cho chú A Nan cắt tóc, nay thành khất sĩ và mặc áo ca sa. Con muốn theo cha phải đâu bỏ mẹ, mẹ vẫn muốn đời là mẹ của con. Nhưng mà con bỏ đi á thì ai sẽ thay ngai vua? Người nào thích thì để họ làm vua, đâu có sao đâu. Nhưng tại sao vương quốc này bắt buộc phải là của tộc họ Thích Ca chứ? Bởi vì là của dòng họ Thích Ca. Chuyện này quan trọng lắm, con chưa đủ tuổi để hiểu đâu. Nói tóm lại là con không nên làm ông nội thất vọng lần nữa. Giả lại con cũng không cần phải bận tâm chi chuyện xuất gia. Thế Tôn đâu có cho phép những người nhỏ tuổi tham dự vào tăng đoàn của người đâu mà con ham. Con sẽ yêu cầu Thế Tôn cho phép thiếu niên xuất gia. Cái gì? Con yêu cầu? Ai mà nghe con. Nhìn các đạo khác thì con cũng đã thấy, có đạo nào có con nít xuất gia bao giờ đâu. Nhưng giá
giáo pháp của Thế Tôn sẽ mở đường cho tuổi thiếu niên của con. Sao con biết? Vì hôm qua con nghe Thế Tôn giảng rằng tất cả mọi người đều có khả năng giác ngộ, có khả năng trở thành một đức Thế Tôn như người. La Hầu La, con... Nhưng mà điều đó không chứng tỏ rằng Thế Tôn cho phép thiếu niên được xuất gia. Tại sao không chờ cho những thiếu niên trưởng thành để tự chọn và quyết định cho mình lý tưởng? Xuất gia sớm vào tuổi thiếu niên gầm ra có lợi gì đâu, chỉ thêm phiền não cho Thế Tôn và môn đồ của người mà thôi. Vậy mẹ, để con đi gặp Thế Tôn ngay bây giờ, chắc rằng người sẽ cho con được xuất gia. Mẹ, con đi nha mẹ. Khoan, con ngồi đây chờ đi, để mẹ đến gặp Thế Tôn xin cho con trước. Nếu không được thì con đến năn nỉ người sau, được không? Mẹ, mẹ đồng ý xin phép cho con rồi hả mẹ? Ngồi đó, không được đi đâu, chờ mẹ đến trình với Thế Tôn, nghe chưa? Dạ, mẹ đi đi, con sẽ ngồi đây chờ. Con biết mẹ xin là đức Thế Tôn sẽ cho phép mà. Mẹ, nhưng mà mẹ nhớ nói con La Hầu La muốn xin xuất gia, chứ mẹ đừng có nói một đứa bé nào trong hoàng cung xin xuất gia nghe mẹ. Con làm như là nói tên con ra thì Thế Tôn sẽ thay đổi điều lệ của tăng đoàn vậy. Bộ con không biết rằng đối với một bậc Thế Tôn đã giải thoát và giác ngộ thì... Mà thôi, mẹ đi đây. Dạ. Không được, lỡ mẹ qua xin với Thế Tôn đừng cho mình xuất gia thì mình có đi xin cũng đâu có được. Phải theo mẹ mới yên tâm. Lúc gặp Thế Tôn, nghe Thế Tôn trò chuyện thì mình hồ hởi muốn xuất gia. Nay được xuất gia rồi thì lại nhớ người yêu. Tội nghiệp cho công nương Kali Ani quá, khi nghe mình khước từ cuộc lương duyên thì nàng mắt tuôn ngân. Quanh mi cất bước đi, che giấu tuổi buồn, khóc biệt ly sầu. Mình quay lưng nhưng nào có vui đâu, ân tình bên tai nỉ non. Ơi người yêu ơi, cớ sao đoạn đành quên câu ước hẹn, quên lời trao còn phóng kính nhụy thì tôi phải đau lòng. Đen giả bạc lường gạt dối gian làm cho quá tàn nhụy rửa rồi như con bướm bay đi qua khu vườn lạ để lại tìm quà vui khác dòng ân tình. Không quên bỏ Kali Ani
mình. Mà trong tỉnh thức tâm tôi bừng sáng và thấy được rằng duyên ai sẽ khổ đau. Yêu nhau rồi lại phải xa nhau vì khoai qua khỏi sân và bờ chết. Nếu nay chờ nợ duyên ta sẽ kết thì con nương ơi mình tự buồn. Rồi con, rồi cái, rồi ái, rồi ân, hạnh phúc hay khổ đau nào ai biết được. Có hạnh phúc chăng cũng chỉ là tạm bợ, ân ước cuộc đời mình sẽ về đâu. Thầy A Nan, hình như thầy không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong đời sống xuất gia. Thế Tôn chỉ định tôi là người truyền giới cho thầy, nên tôi cần phải quan tâm lưu ý. Mong thầy thật lòng mà nói. Bạch Đại Đức, tôi trách mình còn yêu em, đã thiền định công phu mà ai tưởng chưa liền. Không gian của Kali Ani cứ thầm lặng quay về. Hình ảnh của một công nương yêu kiều diễm lệ, mà phấn môi hồng tóc xõa bờ vai. Tôi muốn quên sao nàng cứ đến trong mơ. Tôi không muốn nhớ nhưng bóng hình nàng luôn ẩn hiện. Xin Đại Đức giúp tôi một lời răn dạy để tâm được an bình. Sanh trong lục đạo sanh tử nối tiếp nhau khi yêu lòng đây. Đây mến cái sách kia đời đời kiếp kiếp thường bị trói trăng sàng buộc. Cái thấy phát minh thì sắc hình liền khởi, nếu không đoạn lòng dâm mà tu thiền định thì cũng như nâu cát lại muốn thành cơm. Trái trăm ngàn muôn ước kiếp cũng không thành. Rốt cuộc uổng công tu mà còn bị trôi lăn trong ba đường khổ. Từ hôm nay thầy cần phải nhiếp tâm giữ gìn giới luật, và luôn hiểu rằng có nhan sắc nào chẳng tàn phai. Pháp cửu tượng hóa, Thế Tôn dạy tăng chúng hãy quán thi thể con người khi đã chết đi. Thân bị sình lên, xông xa mùi nồng nặc tanh hôi. Rồi theo thời gian, máu thịt không còn chỉ là bộ xương khô. Vậy thầy A Nan, hãy quán tưởng xem đâu là sắc đẹp, đâu rồi má phấn môi son, đâu rồi tóc xóa bờ vai. Vì tâm mê mờ nên người đời đã nhận lầm sai. Quyền quá nhút nhơ mà ta lại cho là xinh đẹp. Thôi thôi thầy ơi, A Nan giờ đây đã nhận ra rồi. Vạn vật trên đời đều chung định luật sinh diệt như nhau. Có quán chiếu công phu từ nơi hành thiền chung.
tu tập mới đem tới cho mình niềm an lạc và tự do. A Nan, đã đến lúc thầy phải tập sống đời sống tỉnh thức, phải trân trọng từng giây phút còn lại của mình, đừng bỏ chúng trong sự vui chơi quên lãng. Bạch Đại Đức, vậy người tu hành nên có thái độ nào đối với nữ sắc? Cái đẹp, nhất là nữ sắc, có phải là một trở ngại cho công phu tu tập không? A Nan, tôi biết thầy hỏi câu này không phải là để cho bản thân thầy, mà là cho các thầy khác. Bởi vì lúc nãy thầy bảo là đã nhận ra rồi kia mà. Vậy theo thầy, nữ sắc có phải là một trở ngại cho công phu tu tập không? Bạch Đại Đức, theo tôi nghĩ, đối với những người đã quán chiếu và đạt đạo, cái đẹp vẫn là cái đẹp. Nhưng vì đã đạt tới giải thoát tự do, họ không còn bị cái đẹp hay cái xấu khống chế nữa. Không phải là họ dửng dưng không thấy cái đẹp, sự thật là họ không bị nô lệ cho cái đẹp. Nhìn vào cái đẹp, họ thấy được những cái không đẹp đã đóng góp làm ra cái đẹp. Nhìn vào cái xấu, họ thấy được những cái không xấu đã góp phần làm ra cái xấu. Họ thấy được tính cách vô thường của vạn pháp, đẹp cũng như xấu. Vì vậy, họ không bị cái xấu làm cho chán nản, cũng không bị cái đẹp làm cho đam mê. Đối với những người tu hành chưa đủ công phu quán chiếu, chưa có được bản lĩnh nhận thức, tôi muốn khuyên họ đừng gần gũi nữ sắc. Những vị này phải để hết thời giờ vào việc học hỏi và thiền tập. Đúng vậy, tham đắm vào nữ sắc rồi thì chí nguyện có lớn lao đến mấy và sự nghiệp có lẫy lừng đến mấy cũng có thể bị tàn hại. May quá có chú A Nan ở đây. Bạch thầy, xin thầy hay chú A Nan cho tôi được gặp Thế Tôn. Thưa lệnh bà, Đức Thế Tôn đi khất thực chưa về. Không khéo La Hầu La gặp Thế Tôn trước thì nguy quá. Thưa hoàng tức, chẳng hay có chuyện gì vậy? La Hầu La thấy chú được Thế Tôn cho xuất gia ở đây học đạo, cháu một mực xin tôi chấp nhận cho cháu được giống chú A Nan. Vậy là vô cùng quý quá, có ai đang tuổi giải cờ mà lại đòi cho đi tu? Còn hoàng tức thì con tin sao có cho La Hầu La tội nghiệp. Tôi không muốn cho La Hầu La xuất gia. Thế Tôn không bắt cháu xuất gia, lệnh bà cũng không bắt cháu xuất gia, tự cháu muốn như vậy. Tôi biết cháu nó tự nguyện, nhưng không phải cháu nó muốn là mình đáp ứng. Dĩ nhiên lệnh bà có quyền sắp xếp cuộc sống của con theo ý mình, nhưng chắc lệnh bà cũng thấy rằng trăm ngàn đứa bé mới có một đứa phát tâm xuất gia, tự nguyện dấn mình vào con đường thoát tục. Và sự nguyện phát tâm này là một vấn đề đáng quan tâm, chứ không phải chỉ cấm đoán là yên chuyện. Bạch thầy, tôi biết xuất gia là tốt, là điều phúc cho dòng tộc Thích Ca, nhưng thật sự tôi không đủ can đảm để thả con ra khỏi vòng tay mình khi nó còn non dại. Hoàng tức nên nghĩ lại, tại sao La Hầu La đang sống êm ấm trong vòng tay mẹ mà lại bỏ đi tìm một cuộc sống khác? La Hầu La chỉ đi tìm một cuộc sống mới thích hợp với tâm hồn và ước nguyện sâu xa nào đó của cháu mà thôi. Ở tuổi của La Hầu La, những ước mơ đôi khi chỉ vì ham vui bồng bột. Có thể nó nông nổi tưởng tượng ra một nếp sống thần tiên ở ngoài vòng tay của mẹ nó. Em đồng ý với hoàng tức là tuổi trẻ bồng bột, nhưng những bồng bột trong những ước vọng thế tục thì nhiều, còn bồng bột trong ước nguyện xuất gia thì chưa thấy. Thái độ quyết tâm đạt được ước nguyện của mình vào cái tuổi như La Hầu La thì không phải là bồng bột. Hoàng tức đã thấy rồi đó. Cũng như em khi quyết tâm xuất gia thì em bất kể mọi trở lực, trong đó có tình yêu trai gái,
Em tin không ai có thể cưỡng ép La Hầu La lựa chọn con đường xuất gia, và cũng không sợi dây nào trói buộc được La Hầu La với gia đình thế tục, dù là cung điện ngai vàng. Lý tưởng của một đứa bé như La Hầu La là một lý tưởng đáng ngờ lắm. Không ai tin rằng một đứa bé như thế lại có thể tự tìm, tự vạch cho mình một lý tưởng ấy. Ước nguyện xuất gia của một đứa bé thật ra không phải là một lý tưởng, vì lý tưởng chỉ là con đẻ của lý trí. Trong khi cháu La Hầu La con của lĩnh bà đã không sử dụng lý trí để chọn lựa cho mình một lối đi. Giả lại mỗi mảnh đồng của lý trí, chúng đều trở nên vô ích và phải bị đánh rơi dễ dàng khi đặt chân vào lộ trình giải thoát hơn tha. La Hầu La muốn được xuất gia bằng con đường ngắn nhất của mình, mà kẻ giàu lý trí muôn đời không thực hiện nổi. Cháu đến với cửa thiền bằng tình cảm thuần chất, lý trí không trộn pha. Nhưng còn theo tôi cần phải được mẹ cha nó phán xét kỹ càng. Và tôi trước hay sau trong thâm tâm đã quyết định phải giữ con ở nhà, cấm nó một bước không được đi xa, đồng thời sẽ lờ đi những yêu cầu mà nó mong có được. Chỉ một thời gian thôi sẽ yên ả mọi bề. Nông nỗi không còn già, quan tất ơi, điều quan trọng là nên tạo hạnh phúc cho đứa con mà mình thương yêu, chứ không phải là lo bảo vệ cho mình sự an bình yên ổn. Quan tất nghĩ rằng với sự cấm đoán là quan tất giữ chân được con và khiến cho nó được hạnh phúc, ấy là suốt đời nó cứ thao thức, cứ suy nghĩ mênh mang khi ôm mãi một ước nguyện không tròn. Và hoàn tất có cách được La Hầu La đến trọn cuộc đời. Chuyện La Hầu La xin xuất gia không giống như xin kẹo, mà là một sự kiện cần phải quan tâm. Nó phải đâu là một nhu cầu vật chất, mà là một nhu cầu tâm linh. Chúng ta không thể dừng dưng bỏ mặc
một đứa trẻ khóc la vì cơn đói hành hà. Cũng vậy, chúng ta không thể phớt lờ ngoảnh mặt trước sự đối khác tâm linh của nó. Sứ Hoàng Tất Hải nhận định kỹ càng về ước nguyện cao đẹp của con. Kìa, Đức Thế Tôn đã về. Hình như nàng đang ở trong trạng thái bất an. Có việc gì bận tâm lắm sao? Hãy nói đi, xem ta có giúp gì được cho nàng không. Bạch Thế Tôn, La Hầu La... La Hầu La thế nào? Có phải nó tinh nghịch làm cho nàng không vui? Thưa không, Gia Du Đà La xin hỏi trước Đức Thế Tôn rằng, có phải Thế Tôn rất tán đồng việc La Hầu La thay cha nối ngôi vua sau khi phụ vương băng hà hay không? Phải, ta rất tán đồng việc đó. Như vậy, có phải rằng Thế Tôn cũng sẽ nỗ lực can ngăn La Hầu La khi nó có ý định rời bỏ hoàng cung hay không? Phải, ta sẽ ngăn cản nếu La Hầu La rời bỏ hoàng cung để rong chơi cùng bạn xấu. Không, La Hầu La không rời bỏ hoàng cung với mục đích như vậy, mà để xuất gia theo chân Thế Tôn. Vậy sao? Ta chưa biết điều đó. Ta chưa chấp nhận việc xuất gia của La Hầu La, và La Hầu La cũng chưa tỏ ý đó với ta bao giờ. Ngoại trừ có lần gặp ta, La Hầu La có nói La Hầu La muốn sống bên ta. Vậy Thế Tôn có khích lệ La Hầu La xuất gia ngay lúc đó không? Không, Gia Du Đà La, ta chỉ nói nếu La Hầu La thật sự muốn thì có ngày nó sẽ được ở bên ta. Trời ơi, thì ra quả thật rồi, La Hầu La con tôi muốn xuất gia bỏ mẹ. Biết làm sao đây, xin Thế Tôn hãy ngăn nó lại dùng. Gia Du Đà La chỉ còn cô nuôi mỗi một mình La Hầu La thôi. Gia Du Đà La đừng quá bận tâm, vì La Hầu La chưa đến tuổi trưởng thành. Tăng đoàn của ta giờ chấp thuận một thiếu niên nhỏ dài xuất gia, tôi học xa nhà. Nói như vậy là Thế Tôn đã có ý định mạnh liệt, thì trong
vòng 3 năm sau nó sẽ quên lãng chuyện hôm nay, và không thể có ai buộc nó phải ra đi làm khất sĩ tu hành. Nhưng nó thật sự muốn xuất gia, giác nghe ngộ tìm câu. Ta nghĩ rằng mọi sự cản ngăn cấm đoan rồi chỉ thất vọng mà thôi, vì đó không phải là hành động thông minh, không phải là điều hợp lý và hiệu quả. Muốn chi xuất gia học đạo giải thoát là một điều hồ dễ mấy ai làm. Vậy thì chỉ 8 đến 10 năm sau là La Hầu La cũng sẽ rời khỏi hoàng cung, rời Gia Du Đà La để xuất gia học đạo. Phải đến 8 hay 10 năm nữa thì bây giờ sao Gia Du Đà La lại phải bận lòng? Không, Thế Tôn ơi, thế nào như vậy được? La Hầu La không thể rời khỏi cung hoàng, không thể để mẹ nó riêng mang niềm đau đớn vô vàn. Gia Du Đà La biết xuất gia là điều cao quý, khó ai làm và cũng khó ai theo. Nhưng để cho La Hầu La cất bước ra đi, lòng của Gia Du Đà La không bao giờ vui được. Thế Tôn hãy vì Gia Du Đà La, vì tộc họ mà ngăn La Hầu La đi tu học hành thiền. Kính lễ Đức Thế Tôn, còn vài hôm nữa thôi là Thế Tôn lại lên đường hành đạo. Gia Du Đà La chỉ còn có con là niềm an ủi, vậy cuối xin người đừng chấp thuận cho nó xuất gia. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Gia Du Đà La hãy về đi, đừng bận tâm lo nghĩ. Tuy nhiên hãy chờ xem những ngăn trở của ta có thắng nổi được ý chí của La Hầu La không, đó mới là điều quan trọng. Đối với những kẻ có chí lớn và đầy nghị lực, ta không bao giờ dám tin rằng họ sẽ chấp nhận dừng chân. Dừng chân chỉ vì một sợi dây tầm thường trói buộc, cũng như ta ngày xưa vừa khỏi hoàn thành. Nhưng Gia Du Đà La hãy an tâm, và hãy nói cho La Hầu La được biết rằng giáo đoàn ta, giáo đoàn khất sĩ, ai đủ tuổi trưởng thành mới được xuất gia. Về đi Gia Du Đà La, hãy nói với La Hầu La như vậy. Mẹ, La Hầu La, sao con lại đến đây? Mẹ đã bảo con chờ mẹ ở cung Di mà. Mẹ đi lâu quá, con nhớ mẹ. Thôi đi, đừng có giả vờ. Nhớ mẹ, nhớ mẹ mà muốn bỏ mẹ đi xuất gia. Sao mẹ, Đức Thế Tôn nói sao hả mẹ? Con đừng trách mẹ, mẹ đã cố gắng lắm rồi, nhưng không xin được cho con. Thế Tôn nói tăng đoàn của người không cho phép thiếu niên xuất gia. Con mới có 10 tuổi thì làm sao Thế Tôn cho phép được?
Con đã gần 11 tuổi rồi mà, đâu phải 10. 11 tuổi cũng chưa đủ nữa, phải 20 tuổi mới được gọi là trưởng thành. 20 tuổi? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 năm nữa, con không chịu đâu, con phải xuất gia ngay bây giờ hả? Tại sao ngay bây giờ mà không phải là 9 năm nữa? Bộ không xuất gia bây giờ thì chết hay sao? Con xin lỗi mẹ, nhưng con không biết sao nữa. Tự dưng con muốn xuất gia quá. Mẹ cho con đi gặp Thế Tôn nghe mẹ. Được rồi, con muốn gặp trực tiếp Thế Tôn ấy, thì con cứ đi đi. Mẹ đi về nói với ông nội sang đây, để con làm gì được không cho biết. Mẹ, mẹ ơi, chết rồi. Ông nội đến đây bảo với Thế Tôn không cho mình đi xuất gia, thì làm sao mình đi được? Mình phải xin với Thế Tôn trước. La Hầu La, làm gì đứng lấp nó ở đó? Hôm nay con đến gặp ta có việc gì chăng? Thế Tôn ơi, con La Hầu La hôm nay đến xin Thế Tôn cho phép con được xuất gia. Không ai có thể tưởng được một cậu bé 10 tuổi, một vị vua tương lai của xứ sở này lại tự nguyện xin xuất gia. Giáo pháp của Thế Tôn quả đã làm thức tỉnh những kẻ có thiện căn. Này La Hầu La, tăng đoàn của ta chưa có điều lệ chấp nhận những kẻ vị thành niên xuất gia. Con hãy còn quá nhỏ để tham dự vào tăng đoàn của ta. Bạch Thế Tôn, con nghe Thế Tôn dạy rằng tất cả mọi người trên thế gian ai ai cũng đều có khả năng thành Phật. Như vậy hàng thiếu niên chúng con cũng có khả năng này. Chúng con có thể xuất gia và có thể thành Phật như Thế Tôn đang thành. Phải, ta đã từng dạy như vậy không sai, nhưng đó là đứng về mặt pháp tánh mà nói ra. Riêng về mặt pháp lý và trí tuệ thì tuổi thiếu niên như La Hầu La hãy còn bồng bột dại khờ, chưa đủ trưởng thành để tiếp thọ giáo lý cao sâu, cũng như không thể nào chịu đựng cuộc sống cam khổ bần hàn của sa môn. Con sẽ thực tập thiền định để tiếp thọ giáo lý của người, và cam khổ sẽ vượt qua. Tăng đoàn của ta không ai rảnh rỗi để chăm sóc con như mẹ con đã làm. Con tự biết chăm sóc cho chính con mà. Đời sống sa môn cực nhọc, dầm sương dãi nắng, ăn uống kham khổ, ngủ nghỉ ít giờ, thiếu niên làm sao chịu nổi? Con sẽ chịu nổi. Sa môn thực hành hạnh khất thực, mỗi ngày phải tự nguyện đi xin ăn độ nhật. Con là Dương Tôn, quen mùi phú quý vinh hoa làm sao theo được? Chú đã theo được thì La Hầu La theo được. Hạnh sa môn suốt đời tự nguyện sống độc thân, không vợ, không con, không nhà, không cửa, xa lìa tình cảm gia đình và họ hàng thân thuộc, để dốc lòng cầu đạo giải thoát. Con liệu có kham nổi hay chăng? Bạch Đại Đức, con sẽ kham nổi. Dù con quyết tâm như vậy, ta vẫn chưa dám tin rằng cho phép những thiếu niên xuất gia là điều nên làm. Và làm sao ta có thể vội vàng tin rằng con sẽ giữ được, làm được những gì con hứa? Huống chi đạo lý cao siêu của ta, tuổi con bé bỏng làm sao tiếp nhận được? Thế Tôn ơi, La Hầu La nghe rằng năm xưa Thế Tôn một mình tìm chân lý, phải cực
cực nhọc khổ sở gian lao trải qua nhiều tháng năm đảo qua mới viên thành. Ngày ấy Thế Tôn đi không có ai là bạn đồng hành, không người dẫn đường, không thầy dìu dắt, Thế Tôn tự tìm chánh đạo thâm sâu. Bây giờ chân lý sáng tỏ, giáo pháp trần gian, lại có Thế Tôn kề bên chỉ bảo. Thì dù con có là thiếu niên bé bỏng, chắc chắn thành công trong một sớm một chiều. Đáng khen, thật đáng khen cho La Hầu La. Tuy nhiên vẫn chưa có gì làm bảo đảm rằng cung vàng điện ngọc con sẽ quyết tâm từ bỏ. Vậy ngay bây giờ con hãy chứng minh đi. Kính lễ Thế Tôn, nếu không được xuất gia, con nguyện quỳ mãi nơi đây không đứng dậy. Bạch Thế Tôn, trước thái độ và cử chỉ cương quyết của La Hầu La, xin Thế Tôn hãy chấp nhận cho cháu vào tăng đoàn. Vâng, xin Thế Tôn hãy chấp nhận. Khoan! Kính lễ Thế Tôn, La Hầu La hay còn nhỏ dại, e rằng không cam chịu được đời sống khắc khổ khuôn phép của tăng đoàn. Xin Thế Tôn suy xét kỹ lưỡng trước khi quyết định. Dạ Du Đà La, ta vẫn chưa quyết định gì. Dù rằng ý chí của La Hầu La đã chứng tỏ rằng La Hầu La không chịu chùng bước trước bất cứ trở lực nào. Có lẽ nàng đã chứng kiến và nghe được những gì La Hầu La nói phải không? Thưa Thế Tôn, Gia Du Đà La đã nghe thấy, nhưng thật khó mà chấp nhận. Kính lễ Thế Tôn, kính lễ Đại Đức Xá Lợi Phất, kính lễ Thầy A Nan, kính thưa mẹ, xin đừng coi thường hàng thiếu nhi chúng con. Nếu giáo đoàn của Thế Tôn không thể hay không bao giờ mở cửa đón nhận con chỉ vì con còn nhỏ tuổi, thì con xin noi gương Thế Tôn dược thành xuất gia để tìm chân lý. Bạch Thế Tôn, xin đừng phụ lòng Vương Tôn La Hầu La. Chí nguyện xuất trần của Vương Tôn La Hầu La hy hữu khó có ai hơn, khó có người vượt qua. Chắc hàng thiếu niên của ngàn thế hệ sau sẽ nhờ nhân duyên xuất gia hy hữu này đây mà được nương nhờ giáo pháp Phật Đà. Vì tuổi thơ này dễ uống nắng chỉ bài, tôi rất tin việc cho phép thiếu niên được xuất gia kể từ hôm nay đáng làm đổi thay sinh hoạt của tăng đoàn. Xin Thế Tôn hoan hỷ chấp thuận sự thỉnh cầu của Vương Tôn La Hầu La về việc muốn mình được xuất gia tu học. Lành thay nguyện của La Hầu La, cao cả thay một tấm gương tiếp nối dòng Phật sẽ làm đẹp và biết bao người. Nhìn sự việc này đây, chắc ai ai cũng nở nụ cười. Người ta sẽ vui mừng cả tùng một thiếu niên còn trong tuổi ăn chơi.
tuổi trẻ mà chí lớn ước nguyện cao, muốn xa hoàng tộc để dấn thân làm khất sĩ. Chuyện hôm nay người ngày sau ghi khắc kỹ, phải chăng đây do chúng tử trao truyền? Nếu đúng như vậy thì xá lợi Phật, tôi tin rằng không ai ngăn cản được La Hầu La quyết tâm tu học. Vậy một lần nữa xin Thế Tôn ưng thuận trong tăng đoàn có mặt La Hầu La. Khoan, xin Thế Tôn đừng chiều lòng một đứa trẻ với những ước mơ nhất thời sắp nổi. Trẫm tin chắc rằng chỉ trong vài ngày sau, La Hầu La đã không còn thích hợp với những nếp sống của tăng đoàn. Đến lúc đó La Hầu La có về lại hoàng cung thì thật là vô cùng bất tiện, tăng đoàn mang tiếng và cũng ảnh hưởng đến hoàng gia. Quy chế của tăng đoàn có thể đón nhận thiếu niên, nhưng đứa trẻ phải được mẹ cha chấp thuận. Thiện ý này trẫm nay đề nghị, còn Thế Tôn thì quyết định ra sao? Phải lắm, đề nghị của quốc vương rất hợp lý. Thế Tôn thuận theo đề nghị của phụ vương, chúng tôi vô cùng hoan hỷ, nhưng cũng rất buồn vì La Hầu La sẽ không được xuất gia. Vì khi xưa nếu Thế Tôn chưa xuất gia thì hiển nhiên người có quyền quyết định về cuộc sống thế tục của vương tôn La Hầu La. Nhưng nay người đã trở thành một đức Thế Tôn rồi thì cái quyền đó mặc nhiên không còn nữa. La Hầu La chỉ còn lệ thuộc vào quyền làm mẹ của hoàng tức Gia Du Đà La mà thôi. Nhưng hoàng tức thì hầu như đã ngăn cản con mình xa rời thế tục. Trẫm thật tình không muốn La Hầu La xuất gia mà không có sự đồng ý của mẹ nó. Gia Du Đà La, theo sự đồng thuận của Thế Tôn về đề nghị của ta thì hiện tại chỉ có con mới có thể cho phép La Hầu La xuất gia được hay không mà thôi. Thế Tôn có thể đón nhận La Hầu La xuất gia, đó là quyền của Thế Tôn trong giáo hội. Nhưng La Hầu La có được phép rời khỏi hoàng cung để xuất gia hay không thì đó là quyền của con. Trời ơi, đứa con thương yêu từng quấn quýt bên mẹ nó đã 10 năm nay, bây giờ đứa con thơ đó đang quỳ dưới đất với hình dáng rất dễ thương để bày tỏ chí nguyện cao cả của nó. Ta biết phải làm sao đây? La Hầu La, La Hầu La con ơi, con có nghe gì không? Khi mẹ ôm con vào lòng rồi rơi lệ, con nghe rồi nghe hơi của mẹ dường như len nhẹ rồi ấm cho con trong phút giây này. Vậy sao con đành bỏ mẹ ra đi, rồi trên đường xa giá lạnh, mẹ có đâu để ôm con vào lòng? Dẫn con rồi mẹ sống sao đây?
ngày xưa cha con đi, mẹ đã một lần ngã quỵ, bây giờ con cũng lại đi. Con đi làm sao muốn khất sĩ, khi đạt đạo con quay về cứu độ muôn loài như Đức Thế Tôn. Ôi đường mật nào như rốt vào tay, hương nào không xen lần đắng cay, mà nghe toàn vị ngọt như nước cam lộ rơi rơi từng giọt, làm dịu mát thêm tô màu tơ thắm tình. Đã mười năm nay mẹ con bên nhau như bóng bên hình, mẹ đã quen rồi giọng cười tiếng nói, quen ôm con vào lòng như giây phút này đây, quen nhìn con trong giấc ngủ say, thỉnh thoảng lại ngọt ngào gọi mẹ. Ôi con tôi còn đây nóng ruột, cất bỏ đi rồi mẹ đau lắm con ơi. Xuất gia ở La Hầu La. Thưa mẹ, phải. Con sẽ không hối hận quay về ở La Hầu La. Thưa mẹ, phải. Con sẽ quyết tâm đạt được thánh quả ở La Hầu La. Dạ thưa mẹ, phải. Đạo sư cao cả của ba cõi bốn loài, La Hầu La quyết tâm như vậy, hẳn là không ai có thể ngăn trở được. Xin Thế Tôn hoan hỷ cho phép La Hầu La được xuất gia. Gia Du Đà La, con xin Thế Tôn hay dìu dắt La Hầu La tiến đến mục tiêu tối hậu của những kẻ xuất trần. Cao cả thay Gia Du Đà La, vì ta, vì La Hầu La mà nàng dẹp bỏ tình riêng. Nàng đã làm được những điều khó làm nhất, gián tiếp góp phần vào cuộc thành tựu của hoằng truyền chánh pháp cho muôn đời sau. Ta ghi nhận đức hy sinh của nàng, và hôm nay trước ý nguyện xuất gia mãnh liệt của La Hầu La và lời thỉnh cầu của nàng, ta cho phép La Hầu La gia nhập vào giáo đoàn khất sĩ của ta kể từ ngày hôm nay. Cảm đã đau xót vô cùng khi 10 năm trước người bỏ nhà xuất gia, rồi mới đây A Nan cũng bỏ trẫm.
bây giờ đến La Hầu La cũng bỏ trận. Thế Tôn, đối với một người tải giá như trẫm, tình cha con và tình ông cháu rất nặng. Niềm đau xa cách cũng như nhát dao cắt vào xương tủy của trẫm. Xin Thế Tôn và các vị đại đức, từ nay đừng nhận cho người còn nhỏ tuổi xuất gia nếu không có sự đồng ý của cha mẹ chúng. La Hầu La, ước nguyện của con đã thành, con hãy đứng lên đi. Hạnh phúc quá, La Hầu La đã được theo Phật xuất gia, đã được xuất gia, được xuất gia. Kể từ hôm nay, ta cho phép hàng thiếu niên xuất gia nếu có sự đồng ý của cha mẹ chúng. Vậy các vị khất sĩ hãy ghi nhớ lời này. Chúng con nguyện y giáo phụng hành. Thank you.